Kiếm Bình. Ngày mai Thủy Hồng Thược đã tới rồi. Thời gian của sư phụ không còn đủ nữa. Cho nên sư phụ rất muốn biết rốt cuộc con là ai. 16 năm trước, con đi theo cư sĩ Lãnh Cầm học võ. 6 năm trước, cư sĩ Lãnh Cầm đưa con tới sông Hạc Đường. Con theo Mễ Như Yên đường chủ tập luyện Kim Cang Thiết Quyển Công. Lãnh Cầm sao? 16 năm trước, con có phúc theo cư sĩ Lãnh Cầm học võ, đúng là không còn gì bằng. Kim Cang Thiết Quyển của con được 9 phần công lực, chỉ trong vòng 6 năm mà đạt được cảnh giới đó, đúng là không gì quý bằng. Sư phụ quá khen. 3 năm trước con học thành Kim Cang Thiết Quyển, lại đi tới Lục Hòa Môn. Lục Hòa Môn? Sao phải tới Lục Hòa Môn vậy? Kiếm Bình từng lập một lời thề: chịu cực chịu khổ, nếm trải nỗi đau thiên hạ, học hết võ công trên đời để trả thù cho cha. Cha con xuất thân Lục Hòa Môn, Kiếm Bình phải học võ công của Lục Hòa Môn. Cha của con xuất thân từ Lục Hòa Môn, vậy con là? Sư phụ, thức thúc. Con là Tiểu Tứ? Dạ, Kiếm Bình chính là Tiểu Tứ. Con là Tiểu Tứ thật sao? Dạ phải. Là con của Tam Ca Tiểu Tứ. Giỏi, con giỏi lắm. Tam Ca có phúc rồi, có người nói giỏi rồi. Thức thúc, Kiếm Bình muốn gọi một tiếng thức thúc từ lâu lắm rồi. Thức thúc có lỗi với con, có lỗi với cha con, có lỗi với các thúc thúc và ba ba đã khuất của con. Tốt quá rồi, Tam Ca có hậu rồi, Tam Ca có hậu rồi. Lạc Dương Môn. Kiếm Bình, cầm lấy thanh kiếm này, hứa với sư phụ ngày mai nhất định phải sống sót rời khỏi đây, tới sông Hạc Đường trước tìm Lục Thúc của con, rồi tới Thanh Phong Bảo tìm Ngũ Thúc của con, nói hai người họ biết tung tích của Thủy Hồng Thược. Bọn họ nhìn thấy cây Ngọc Long kiếm này sẽ hiểu lợi hại của Thủy Hồng Thược. Đây là điều quan trọng nhất. Con chỉ cần nói cho họ biết những chuyện mà Thủy Hồng Thược làm, họ sẽ tự có phòng bị riêng, sẽ không giống như là phái Lạc Dương lâm vào cảnh tai họa ngập đầu. Thức thúc, ngày mai con không đi được. Con là đệ tử của phái Lạc Dương, con phải cùng giàu sinh ra tử, phải liều một phen với ả ta. Tốt lắm, con không khuất phục kẻ thù như vậy. Sư phụ vô cùng khen ngợi. Nhưng mà Kiếm Bình à, hữu dũng vô mưu khó thành đại sự, trận chiến ngày mai con chỉ có thể âm thầm chỉ huy, không được lộ diện. Tuyệt đối không để Thủy Hồng Thược nhìn thấy con. Lần trước Thủy Hồng Thược nói phái Lạc Dương chỉ có 65 đệ tử, rõ ràng cô ấy không hề biết là có thêm con. Con có hiểu hay không? Thất thúc à, con là đệ tử của người, nếu như con trốn không xuất đầu lộ diện, các huynh đệ của phái Lạc Dương sẽ nghĩ con ra sao? Vì phái Lạc Dương ta trả thù cho người cha đã khuất của con, vì Ngũ Thúc và Lục Thúc còn sống của con, con phải làm như vậy. Đây là lệnh của sư phụ, không được làm trái. Tuân lệnh sư phụ. Thank you.
đeo nó đi. Nếu như con chê nó, thì chờ qua đại nạn, con mang dứt nó đi cũng không sao. Nhưng phải nhớ kỹ, ngày mai nhất định phải đeo nó. Đó là lệnh của sư phụ. Lạc Dương Môn. Chữ viết rất đẹp, chỉ đáng tiếc ngày tháng sau này trên giang hồ sẽ không còn phái Lạc Dương nữa. Đi. Đi. Chủ nhân, chúng có mai phục. Công trấn gì? Trấn ở chính diện, xuất kích trái phải. Hiểu rồi. Thủy Hồng Thược, ngươi chết chắc rồi. Hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Chủ nhân, nếu không dùng độc chúng ta không ra được đâu. Lục hòa trận pháp hèn mọn, có gì phải hoang mang. Một sinh quả chấn tắc ly. Tất cả bốn người tập trung toàn lực vì nghĩa quên mình,
tấn công Ly Dị. Được, tôi hiểu rồi. Giết! Lâu Phi Phượng Tử hoặc dược tài uy. Phải Lạc Dương. Hết rồi. Rồi. Liều mạng với chúng. Thủy Hồng Thược là tiền bối của con, không được lỗ mãng. Tiễn lão đầu cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Người nói với Thủy Hồng Thược, năm đó quả hoạn ở núi Phượng Hoàng không dính tới họ. Muốn trả thù, chỉ cần tìm Tiễn Băng ta thôi. Đừng lạm sát vô tội. Hôm nay ta thà dùng tính mạng để trả hết ân oán năm xưa. Tiễn lão đầu, đừng nằm mơ giữa ban ngày. Nếu cho ông chết như vậy thì quá dễ dàng cho ông rồi. Hôm nay phái Lạc Dương chỉ mình ông được sống, những người còn lại phải chết. Nam nhân các người không ai đáng tin hết. Võ Lâm thất phu đều phải chết. Thủy cô nương, làm nhục môn phái ta, giết nghĩa huynh ta, diệt phái Lạc Dương, quyết hải thâm thù, chết cũng khó quên. Chỉ hận 16 năm trước cho cô con đường sống, lại hại bao nhiêu huynh đệ và bằng hữu của ta. Hôm nay cô hãy một kiếm giết ta đi. Thủy Hồng Thược, xuất kiếm đi. Tên của hiên chủ để cho ông gọi hay sao? Hiên chủ đã tốt bụng cho ông một con đường sống thì ngoan ngoãn làm một con chó. Nói không chừng chủ nhân nhà chúng tôi vui còn thưởng cho thêm một bữa cơm. Hãy
Cô không phải là Thủy Hồng Thược. Phái Lạc Dương hèn mọn này mà cần tới sư phụ ta ra tay sao? Cô là ai? Ta chính là Thập Cửu Muội. Tiễn Bạc, sư phụ có lệnh kêu ta đưa ông về Đan Phượng Hiên. Nếu ông đi theo ta, ta không làm khó ông. Mới có chừng này tuổi mà công lực đã cao thầm khó đoán như vậy. Là công lực của Thủy Hồng Thược. Tiễn Băng, ta niệm tình ông là tôn sư, không muốn làm khó ông nữa. Xin mời. Các người giết rất nhiều đệ tử của ta, còn nói không làm khó ta sao? Được rồi, hôm nay nếu cô hứa tha cho bọn họ thì ta sẽ đi theo cô. Tiễn lão tiên sinh, khó mà đồng ý được. Phái Lạc Dương hạ nhục sư phụ ta, hủy cả cuộc đời người. Sư phụ có lệnh, trừ Tiễn tiên sinh ra, những người còn lại không ai được sống sót. Phái Lạc Dương hạ nhục ả sao? Là ả đã hạ nhục phái Lạc Dương. Mọi người chạy mau! Tiễn lão tiên sinh, đắc tội rồi. Trước khi ta đưa ông về Đan Phượng Hiên, còn phải phiền ông tới sông Hạc Đường và Thanh Phong Bảo xem trận, xem ta làm sao thay sư phụ tiêu diệt Võ Lâm Thất Tu. Các người quá độc ác rồi. So với thủ đoạn của các người đối phó với sư phụ ta năm đó thì có đáng là gì đâu chứ. Ít nhất bọn ta còn thắng bằng thực lực, tuyệt đối không đâm sau lưng. Tiễn Băng ta dù có chết cũng không để cho các ngươi hạ nhục đâu.
rồi. Phượng Hoàng Niết Bàn, Tiễn lão tiên sinh, đừng qua đây. Ta đã sống phung phí 16 năm qua, như một người đã chết, chung quy cũng phải chết thôi. Tiễn lão tiên sinh, vừa rồi ta chỉ dùng 2 phần công lực, chỉ làm loạn mạch của ông, phế võ công của ông, tuyệt đối không nguy hiểm tới tính mạng. Cô nương, chắc cô chưa hiểu sự lợi hại của Phượng Hoàng Niết Bàn rồi. Chính là tăng 2 phần công lực thành 4 phần công lực, 4 phần công lực tăng thành 8 phần công lực. Còn bằng không thì Phượng Hoàng làm sao Niết Bàn? Nói đến chiêu thức Phượng Hoàng Niết Bàn này, nên theo sư phụ cô học thêm đi. Ta không ngờ tới cuối cùng cũng dùng chiêu của sư phụ cô. Ý trời! Tiễn lão tiên sinh, ông không chết được, sư phụ ta muốn gặp ông. Cô nương, vậy là cô vẫn chưa hiểu vạn vật trên đời không phải sinh ra theo ý của sư phụ cô, càng không mất đi vì sư phụ cô ghét. Các người lạm sát bao nhiêu người vô tội, ta nguyện lấy tính mạng của mình để kết thúc mối thù này. Nghĩa huynh, lần này có thể khoan dung cho đệ rồi chứ? Tiễn lão tiên sinh, Tiễn lão tiên sinh, Tiễn lão tiên sinh. Chủ nhân, hiên chủ có dặn dò kỹ, kêu chúng ta phải bắt sống Tiễn lão đầu trở về. Giờ ông ta chết rồi, cô coi. Đều tại ta tắc trách, trước mặt hiên chủ ta một mình gánh hết. Tiễn lão tiên sinh sinh tiền là bậc tôn sư, mọi người an táng đàng hoàng đi. Dạ, thuộc hạ tuân lệnh. Chủ nhân, không sống rồi, Lý Kình Phong mất tích rồi. Võ công hắn tầm thường, lại bị trọng thương mà vẫn thoát được sao? Chủ nhân, có thể hắn nhân lúc Tiễn Băng tự tử trốn thoát ra ngoài rồi. Mấy người các ngươi ở lại kiểm tra cho kỹ, coi còn có ai sống không. Những người còn lại cùng ta đi tìm hắn. Dạ. Dọn kiếm bình, sao lại cứu ta? Mau đi theo ta, không có thời gian giải thích đâu. Mau lên, nhanh lên. Các ngươi qua đó tìm đi. Mau, mau lên. Đoạn Kiếm Bình, nói ta biết, tại sao ta phải tin ngươi? Lúc ở ta tàn sát với Lạc Dương, ngươi đang ở đâu chứ? Tại sao bây giờ ngươi mới chạy ra hả? Vì sư phụ đã dặn ta không được dễ dàng hiện thân. Dặn dò gì chứ, ăn nói hồ đồ. Tôn sư đã tự dẫn rồi mà ngươi vẫn trốn biệt không chịu ra. Ngươi đúng là đồ nhát gan.
Vì sư phụ muốn cứu huyết mạch phái Lạc Dương nên mới làm như vậy. Lý đường chủ, nhưng lúc bọn họ chưa phát hiện, mau theo tôi ra ngoài. Ta không đi. Đoạn Kiếm Bình, muốn đi thì đi, ta không cần người thương hại ta. Dù sao ta cũng bị thương, không đi được bao xa nữa. Bây giờ không phải là lúc để nổi nóng. Lý đường chủ phải tin tôi. Bây giờ họ vẫn chưa tới, mau ra khỏi. Đoạn Kiếm Bình, tại sao ta phải tin người chứ? Tới giờ ta vẫn không hiểu, rốt cuộc thì ngươi là ai? Tôi đã liều chết cứu huynh, huynh vẫn không tin tôi sao? Ta không tin ngươi, trừ khi ngươi nói ra thân phận của mình. Vì giao tình sư phụ và cha tôi, nên sư phụ mới đưa chiếc hộp đó cho tôi. Ta không tin. Giao tình giữa tôn sư và cha của ngươi, ai chứng minh được chứ? Tôi và Thủy Hồng thường có thù không đội trời chung. Tôi tới bái sư phụ học nghệ là vì sư phụ tôi, vì trả thù cho bao nhiêu người vô tội. Mau lên, họ tới kìa. Ở đâu? Sao ta không thấy chứ? Đi nhanh đi. Mau vô trong. Bên này, nhanh lên. Nhanh lên vào trong đi. Nhanh lên. Ta phải ra ngoài. Đừng ra ngoài, bọn họ sắp tới rồi. Mau, chui xuống dưới đi. Ta không chui xuống đất đâu, ta phải leo lên trên đó. Doãn Kiếm Bình, ngươi nghĩ sao mà bắt ta vào đây hả? Ngươi là đồ khốn, chân lộ ra ngoài rồi. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. An cái đầu của ngươi, ta thấy rõ ràng ngươi muốn hại ta. Bám chặt tôi. Không bám. Bám đi. Tóc tôi. Doãn Kiếm Bình, ngươi đừng tưởng ngươi cứu ta, ta sẽ biết ơn của ngươi. Nếu có thể sống sót rời khỏi đây, thì hai chúng ta nhất định sẽ đường ai nấy đi. Khoan hãy nghĩ tới những chuyện sau này đi. Còn sống được là may rồi. Các ngươi xem hai bên đi. Dạ. Chủ nhân, ở đây quá trống trải, cho dù hắn có ngốc cũng không trốn qua đây đâu. Thế trạch trường lưu. Chủ nhân, không có ai. Ra ngoài xem thử. Dạ. Nguyễn Hành, ngươi xem đó là gì? Chủ nhân, đây là... Đây là vết máu. Đúng, đây là vết máu. Nhất định là tên Lý Kình Phong đó để lại. Chắc hẳn hắn ở đâu đây thôi. Linh vị nhất đại tông sư, linh vị nhị đại tông sư, linh vị tam đại tông sư. Ha 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 ha.
thật không ngờ phái Lạc Dương còn có một người như ngươi. Ta đã xem thường ngươi rồi. Thập cửu muội kia, bớt nói nhảm đi. Hôm nay ta bị ngươi bắt là do ta xui xẻo thôi. Nhưng mà ngươi nhớ cho kỹ đi, ngươi diệt phái Lạc Dương của ta, tội lỗi thiên hạ bất dung, tất cả quan hồn sẽ không buông tha cho ngươi đâu. Xin hỏi Lý đường chủ, vừa rồi ngươi dùng chiêu thức gì để trốn dưới hương án vậy? Có một chiêu thức tên Võ Thạch Sùng, lẽ nào ngươi không biết sao? Võ Thạch Sùng, cổ ngữ nói giang hồ hiểm ác, quả thật là như vậy. Lý đường chủ, ngươi đã cho ta thấy một ví dụ. Nếu không phải ta gạt ngươi có vết máu thì ta bị lừa rồi. Cái gì? Ngươi dám gạt ta sao? Lý đường chủ bớt giận. Thập cửu muội kia, ngươi đừng vội đắc ý. Ông trời có mắt, rồi sẽ có người trả thù cho phái Lạc Dương của chúng ta thôi. Sau khi ngươi chết đi, phái Lạc Dương sẽ không còn ai hết. Ngươi nói sẽ có người trả thù là chỉ Sông Hạc Đường và Thanh Phong Bảo hả? Đáng tiếc, không còn bao lâu nữa họ cũng sẽ không còn tồn tại. Gieo nhân nào thì gặt quả đó. Thập cửu muội kia, Võ Lâm Trung Nguyên sẽ không để các ngươi lộng hành đâu. Sớm muộn cũng có ngày ngươi sẽ chết trong tay của phái Lạc Dương chúng ta. Tiểu tử thúi, chết tới nơi mà còn ngang ngược sao? Để cho ngươi biết bản lãnh của Nguyễn đại gia ta. Khoan đã, hắn là người cuối cùng của phái Lạc Dương, cho hắn sống thêm vài canh giờ. Ta không cần các ngươi thương hại ta. Chủ nhân, phái Lạc Dương có 66 người, tất cả đều đã chết. Chủ nhân, tuy rằng chúng ta không thể bắt sống Tiễn Băng trở về, nhưng tiêu diệt được phái Lạc Dương cũng coi như lập công lớn. Phái Lạc Dương tồn tại trăm năm lại kết thúc như vậy, không biết 100 năm sau Đan Phượng Hy chúng ta sẽ ra sao. Chủ nhân nghĩ nhiều rồi. Hiên chủ tái xuất giang hồ, thiên hạ vô địch, đừng nói là trăm năm, dù là ngàn năm Đan Phượng Hiên cũng sẽ không diệt vong. Nguyễn Hành, sau này đừng gọi ta là chủ nhân. Đan Phượng Hiên chúng ta chỉ có hiên chủ là chủ nhân. Đừng vì chúng ta đi xa hiên chủ mà không tuân nguyên tắc. Nếu như để hiên chủ biết được lại sinh ra lắm thị phi. Được. Nguyễn Hành, đốt một ít thất bộ Đoạn Trường Hồng đi. Cô nương, sao phải làm vậy chứ? Phái Lạc Dương đã không còn một ai rồi. Trong lòng ta cứ cảm thấy có gì không ổn, đốt một ít thất bộ Đoạn Trường Hồng ta mới yên tâm. Được. Cô nương, hôm qua cô dặn tôi kêu tôi đừng dùng độc, bây giờ lại dùng thất bộ Đoạn Trường Hồng, đúng là khó hiểu. Ta cũng không hiểu sao. Ta chỉ thấy ở đây có sát khí, có thể do ta đa nghi thôi. Chúng ta đi. Đã cứu con. Kình Phong, Kình Phong.
Huynh đệ, huynh hy sinh không vô ích. Sẽ có một ngày tôi sẽ bắt họ nợ máu trả máu. Qua bên kia. Được. Không phải giết hết rồi sao? Sao còn có người muốn trốn được chứ? Tại vì đếm sai. Nhưng mà cũng tốt, để chúng ta giết thêm một người cũng tốt mà thôi. Ê, khoan đã. Hả? À, quên qua bên kia xem. Tôi qua bên này. Được. Đại ca, thuận lợi không vậy? Ngươi là ai hả? Phái Lạc Dương tuyệt không có ai có thân thủ như ngươi. Ta tới trả thù thay cho các huynh đệ đã chết oan. Tôi nhất định phải chính tay bắt hắn về, chặt hắn ra thành trăm mảnh. Chuyện này là do ta khinh suất. Đêm qua Giả Bình có nói rồi, có một thanh niên đang chỉ huy trận pháp, nhất định là hắn giết huynh đệ Thịnh Thị. Lẽ nào ông trời có mắt, rồi sẽ có người trả thù cho phái Lạc Dương của chúng ta. Có thể lúc Lý Kình Phong chết, hắn cũng có ở đó. Sao có thể chứ? Chính tay tôi đã đốt thất bộ Đoạn Trường Hồng, lẽ nào hắn không sợ? Đúng vậy. Điều huynh mới nói cũng là điều ta không hiểu được. Nguyễn Hành, chắc là huynh biết hai huynh đệ Thịnh Thị chết vì võ công gì, đúng không? Lão nhị bị đâm một nhát chí mạng, vết thương màu đen, tức là trên kiếm có độc. Trên kiếm không chỉ có độc, hơn nữa còn là độc thất bộ Đoạn Trường Hồng. Thất bộ Đoạn Trường Hồng? Lẽ nào người của Đan Phượng Hiên? Huynh nói bậy, hắn không phải người của Đan Phượng Hiên, mà hắn dùng thanh ngọc long kiếm của Lý Thiết Tâm. Trên kiếm vẫn còn dính thất bộ Đoạn Trường Hồng. Phải, thuộc hạ hồ đồ rồi. Còn lão đại sao lại chết? Lão đại không có vết thương, chết do thủ pháp nội gia. Đỡ đầu hắn lên xem thử. Hả? Xương sống của hắn bị gãy rồi. Đối phương dùng có một chiêu đã làm đứt xương sống của hắn, cho thấy Kim Can Thiết Uyển công của hắn đã luyện được hơn 9 phần rồi. Kim Can Thiết Uyển công? Lẽ nào hắn là người của sông Hạc Đường? Theo như ta biết thì mấy năm nay sông Hạc Đường không có đệ tử nào thành tài hết. Hắn chưa chắc là người sông Hạc Đường, nhưng mà nhất định có liên quan tới sông Hạc Đường. Cô nương, mệnh lệnh của Hiên Chủ là ngoài Tiễn Băng ra không được để cho kẻ nào trốn thoát. Bây giờ không bắt sống được Tiễn Băng, lại để hắn ta chạy thoát. Yên tâm đi, nhất định hắn sẽ không thoát. Hắn đã có qua lại với sông Hạc Đường rồi, thì nhất định sẽ tới đó báo tin. Bây giờ chúng ta
tới sông Hạc Đường để gặp hắn. Dạ.是再见。